Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đây là một siêu phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Rất là hiếm các anh chị. Fortuner máy dầu số sàn. Và đây là cái mẫu mới rồi nha. Đó, anh chị nhìn có cái cửa thông gió ở phía trên, nắp capo. Mới đi được 88.000 cây số với một siêu phẩm 2013. Sản phẩm này được chủ xe ở Thủ Dầu Một, Bình Dương mua xe tại Toyota Biên Hòa vào tháng 9 năm 2013 và bảo trì bảo dưỡng khá là đều các anh chị. Anh chị nhìn này, 88.000 cây số chuẩn cho anh chị luôn, vỏ còn nguyên bản theo xe. Đèn anh chị thấy à, đó, sáng trưng, ga lăng mà chrome. Nhìn sản phẩm này chắc chắn là anh chị sẽ mê vì chất lượng của sản phẩm này. Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, bên kỹ thuật bên Huy đã kiểm tra và đảm bảo với anh chị là xe đúng chất nguyên bản, 88.000 cây số, máy dầu, bảo trì bảo dưỡng hãng đều. Đó, anh chị nhìn này, vỏ này đúng theo xe của nó, gai gió còn và không có bị lão hóa hay là răng nứt gì đâu anh chị nha. Đó, anh chị xem đây, tuần thứ 26 của 2013, đúng chuẩn luôn anh chị. Đó, anh chị nhìn. Đó, anh chị nhìn vỏ này, anh chị thấy không, 88.000 cây số, vỏ còn rất là dài. Xe này chủ xe đậu trong mát nhiều, với đi việc sử dụng kỹ nữa các anh chị. Nó gầm, anh chị nhìn gầm bề này, thấy không, đã không, nó thực sự là hiếm lắm mới có được cái sản phẩm như thế này. Đó, này, đèn trên gương, gương chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Tay nắm này, anh nhìn này, tay nắm vào rơm này, nhìn sáng bóng luôn. Và những cái chi tiết bằng nhựa này, nó không có bị gọi như là bị lão hóa, bị chai cứng nha. Chủ xe đậu trong mát nhiều cho nên là chất lượng thì tuyệt vời. Anh chị mà đang tính mua xe về chạy vô gia đình hoặc là chạy dịch vụ, anh chị lấy sản phẩm này, cam kết với anh chị, đảm bảo anh chị thích cái sản phẩm này. Đó, vỏ anh chị nhìn này, thâu xe hết nha anh chị, vỏ theo xe này. Đây cái gai vỏ của chị, anh chị coi, tuần thứ 26 của năm 2013 anh chị thấy không, kiếm ra những cái sản phẩm như thế này ở trên thị trường. Đó, đèn anh chị nhìn đây, anh chị nhìn thấy đèn không, sân trưng. Đó, những xe được dán phim hết rồi, cái này là camera xe cũng được gắn luôn rồi, phụ kiện thì tôi thấy chủ xe đi giữ kỹ, như phụ kiện thì Huy thấy DVD rồi camera xe có hết rồi. Đó, còn bộ ghế thì chủ xe thích cái bộ ghế nỉ, tại do bộ ghế nỉ ngồi nó mát và rất là sướng các anh chị, đi gia đình đó mình nên sử dụng lại cái bộ ghế nỉ. Còn anh chị nào có nhu cầu mà mua về chạy dịch vụ, chạy kinh doanh đó, thì anh chị thay lại bộ ghế ra. Còn anh chị còn không, anh chị để bộ ghế nỉ chạy, anh chị chạy bộ ghế nỉ ngồi sướng lắm các anh chị, thích hơn là bộ ghế da. Đó, tùy mỗi người mỗi quan điểm, nhưng mà Huy thấy là như vậy. Đó, sơ bộ phần ngoại thất cho anh chị và các bạn xem. Còn bề mặt nha, anh chị nhìn này, sơn bề mặt rất là đều và nó không có bị gợn mớp đâu nha anh chị, nhìn rất là đều. Đó, găng đồ còn nguyên vẹn và nhìn cái bề mặt của sơn rất là đẹp. Đó, xe này về chắc xe thì gia đình sử dụng đi kỹ cho nên chất lượng xe thì không phải bàn nữa rồi, cam kết với anh chị chất lượng luôn. Bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục kỹ lưỡng rồi, không bị lỗi gì cả. Và động cơ hộp số thì bên Huy sẽ bảo hành 1 năm 20.000 cây số. Và xe này thì bên Huy chủ yếu về bảo dưỡng lại này, rồi vệ sinh động cơ, rồi vệ sinh gầm, sơn gầm, vệ sinh nội thất bên trong và vệ sinh toàn bộ ngoại thất. Anh chị yên tâm, chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi các chị. Bên Huy làm đẹp là anh chị không cần phải làm gì hết khi mà lái xe về và chỉ việc sử dụng thôi các chị. Ok, sơ bộ phần ngoại thất, Huy mời các chị và các bạn cùng với Huy đi xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm ạ. Huy mời các chị cùng với Huy đi xem chi tiết về chiếc xe Fortuner máy dầu 2013 này, chuẩn 88.000 cây số các anh chị, lịch sử rõ ràng. Đây, anh chị xem tappy, cốp sau. Đó, anh chị xem mọi thứ rất là đẹp và mới luôn các anh chị, lung linh. Đây, anh chị xem qua ha. Đó, bu lon con táo mọi thứ còn nguyên vẹn. Đây, ở dưới sàn ha, anh chị nhìn nha, rất là mới và đẹp luôn các anh chị, thực sự rất là hiếm có. Đó, anh chị nhìn những vị trí này, anh chị nhìn này, nó long lanh luôn á.
dãy sau dường như là không sử dụng luôn á anh chị. Đó, anh chị nhìn dây beo này, đó, vào những vị trí này anh chị nhìn này, đó, rất là mới. Và dãy sau thì dường như là rất ít khi mà sử dụng. Đó, mình xem qua, thực sự hiếm có những cái xe mà chạy cho gia đình và vẫn nguyên bản như thế này các anh chị, rất là hiếm có. Đó, những cái tắc bi này nó không có bị trầy xước gì nhiều nha các anh chị. Đó, vị trí này đó, anh chị nhìn thấy không? Đó, đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây là những cái vết dơ dơ thôi, bên Huy về làm Maru vệ sinh đảm bảo là chất lượng cho anh chị. Đó, thực sự rất là hiếm. Đó, hai cửa gió điều hòa các anh chị. Đó, mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa hết. Rồi mình đi xem phần nội thất này, anh chị nhìn lung linh luôn các chị. Đây, đó, những vị trí này anh chị nhìn nè, nhìn mới toanh. Cái này là cái vân của nó nha các anh chị nha, chứ không phải là nó bị dơ đâu. Cái vân của nó như vậy. Đây, tắc bi. Đó, còn keo trùng thì anh chị yên tâm nha, bên Huy cam kết với anh chị về chất lượng luôn. Rồi, đây những cái nắp của cửa ở dưới này ha. À, khi mà mua về mới á, chủ xe có dán keo thôi. Cái này thì Huy vệ sinh ra là sạch sẽ, nó không có bị trầy xước đâu anh chị. Đó, lót những tấm ốp như thế này thì tránh nó trầy xước ốp ở dưới, chủ xe kỹ lắm. Đây, đó anh chị nhìn nè, những cái nắp này anh chị thấy không, sáng và mới. Đó, cam kết với anh chị về chất lượng xe. Đó, ron này còn căng lắm anh chị. Huy đóng cái cửa cho anh chị nghe nè. Đó, anh chị nghe không? Đó, mở cửa là đó, để chỗ nào là dính chỗ đó. Đó, chắc cú luôn anh chị. Còn ghế đây, ghế anh chị nhìn nè, thực sự là để giữ được một cái bộ ghế này thì chỉ những cái khách hàng nào mua xe về sử dụng cho gia đình thì mới giữ được thôi anh chị. Vì gia đình đi kỹ cho nên là ghế nỉ hay bị dơ, nhưng mà giữ như thế này thực sự là rất là hiếm. Và ngồi những cái ghế nguyên bản như thế này nó mềm và rất là mát các anh chị. À, sơ bộ cho anh chị để mình nắm qua về cái sản phẩm như thế này. À, rất là chất lượng luôn. Đó, ghế anh chị nhìn có bệ tựa tay luôn nha. À, có bệ tựa tay luôn. Đây các anh chị này, đó, rất là chất lượng. Đó, dây beo. Rồi Huy vô trong, Huy ngồi, Huy cảm thấy cho anh chị biết là cái dòng Fortuner này các anh chị nó rộng hơn cái mẫu mới bây giờ. À, cho nên là rất là nhiều các anh chị thích cái mẫu này khá là nhiều. Đó, rộng rãi, thoải mái. Xe chuẩn 88.000 cây số kiếm đâu ra sản phẩm như thế này. Đó, thực sự với những cái sản phẩm như thế này thì phù hợp với túi tiền của anh chị. Và thực sự là Fortuner máy dầu rất là bền, tiết kiệm nhiên liệu nữa các anh chị. À, và chi phí bảo trì bảo dưỡng rất là rẻ. Đó, anh chị nhìn này, những cái vị trí này, cần thắng tay rồi bọc da của cần số. Đó, anh chị thấy ha, những cái xe này rất là chất lượng luôn và rất là đẹp. Xe được trang bị DVD rồi nè anh chị xem. Đó, DVD rồi. Đây, đó, những cái vị trí ngay chỗ cái vô lăng anh chị nhìn thấy không, nhìn rất là mượt và không có bị trầy xước gì hết. Thường là những vị trí này nè anh chị sử dụng nhiều á là bị trầy xước, mà xe này đúng chuẩn của nó luôn. Côn đạp vẫn rất là nhẹ nha các anh chị. Đây Huy lên trên để quay cận cảnh cho anh chị xem. Đó, máy đang nổ anh chị, rất là êm luôn. Đó, tắp bi anh chị thấy không. Đó, kiếm đâu ra một sản phẩm máy dầu 88.000 cây số như thế này. Đó, những cái tấm này lót để tránh việc trầy xước. Còn đây anh chị nhìn nè, bằng đập côn, bằng đập thắng, bằng đập ga anh thì anh chị thấy chuẩn không? Đó, rất là đẹp. Đó, anh chị nhìn sâu vô trong. Đó, gương đồ không có bị mòn đâu hết nha, mấy công tắc này không bị mòn đâu hết. Còn odo này anh chị nhìn nè, 88.312 cây số, cam kết odo chuẩn cho anh chị luôn. Đó, nhìn mặt đồng hồ tốc lô này không bị trầy gì hết. Đó, ở trên đây anh chị thấy ha. Đó, rất là chất lượng và đẹp luôn các chị. Rồi về phần động cơ đây các chị, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và nguyên bản cam kết với anh chị luôn. Đó, chưa từng tháo rỡ đầy tu, bên Huy
cam kết với anh chị. Đó, còn heo thắng này, rồi cụm ABS này, còn anh chị nhìn sâu vô trong, anh chị nhìn nè, đấy, lung linh luôn, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đó là những cái đặc điểm mà khách hàng rất ưa chuộng và thích ở cái dòng Fortuner máy dầu này. Nổ rất là êm luôn anh chị. Và động cơ và hộp số thì bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm 20.000 cây số nha. Mà xe này thì anh chị biết rồi, lịch sử bảo trì bảo dưỡng khá là đều. Và chất lượng của xe thì đã được bên Huy kiểm tra 176 hạng mục rồi, cho nên là cam kết về chất lượng cho anh chị, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Đó, sản phẩm hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 585 triệu. Đó, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm này nha các anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và sản phẩm này cực kỳ chất lượng, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ sớm để Huy tư vấn cho anh chị nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những cái sản phẩm mới vừa về để anh chị xem sản phẩm nào phù hợp với gia đình mình sử dụng thì liên hệ sớm để Huy tư vấn cho anh chị. Rồi, Huy xin chào ạ.